Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi truyện của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 281 Tần Sương nhíu mày, ai mà lại không có lễ nghĩa như thế? Nàng có chút tức giận vừa hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời nào. Tần Sương dậm chân, kéo Tần Hoàn đi về phía tiểu đạo, tính tình bộc phát nhưng tần hoàn lại thấy kỳ lạ. Bàng phủ chủ tử đều ở bàng nghi văn trong viện, ai dám trêu đùa họ ở đây? Nghĩ vậy, họ đã quyết định chạy tới hướng núi đá phía trước. Vừa mới đứng yên, một giọng cười trong trèo của một cô gái vang lên. Tiếng cười bất ngờ làm cho bốn người tần hoàn sắc mặt thay đổi, khi họ vẫn chưa kịp lùi lại thì âm thanh ấy lại vang lên một cách vui vẻ, tiểu cô nương, trốn đi, cục đá ở phía sau đang cười hì hì tiểu cô nương trốn đi cục đá ở phía sau đang cười hì hì giọng cười của cô bé ấy mang theo chút lạnh lẽo và sự sợ hãi ngay lập tức làm cho lông tơ trên người bốn người tần hoàn dựng đứng tần sương nắm chặt tay tần hoàn giọng run rẩy hỏi ai ai đang nốt sau đó tiểu cô nương trốn đi cục đá ở phía sau đang cười hì hì không có ai trả lời tần sương mà tiếng ca dao lại vang lên đây là câu mà Tần Hoàn đã nghe trước đó, bảng gia ngôn đã từng trêu đùa bảng nghi văn với câu ca dao này. Nhưng giọng này không phải của bảng gia ngôn, thậm chí ngay cả bảng gia ngôn cũng không thể có mặt ở đây lúc này. Tần Hoàn khép môi, ánh mắt liếc qua bên cạnh một tiểu đảo, thấy có thể vòng qua núi đá để đến chỗ cây trúc, nàng nhíu mày, có muốn biết ai đang làm trò quỷ không? Tiểu cô nương, trốn đi, cục đá ở phía sau đang cười hì hì. Giọng của cô gái vẫn vang lên, nhưng bốn người đã hiểu rằng lúc này vị trí của cô đã thay đổi. Tần Sương mặt tái nhợt nhìn Tần Hoàn, ngươi có sợ không? Đây là người hay quỷ đây? Tần Hoàn nhíu mày, dĩ nhiên là người, cô ta chỉ muốn bỏ chạy thôi. Tần Sương nghe vậy khép môi, liếc nhìn Phục Linh và Vãn Tình, do dự nói, vậy chúng ta đi ra phía sau xem sao. Nơi này có chút tối tăm, nhưng không hoàn toàn đen kịt. Thấy Tần Sương cũng có chút háo hức, Tần Hoàn kéo tay Tần Sương về phía tiểu đảo, dường như nghe thấy tiếng bước chân của họ, cục đá phía sau cũng ngày càng lùi lại. Tiểu cô nương, trốn đi, cục đá ở phía sau đang cười hì hì. Tần Hoàn và những người khác không muốn tiến lên, nhưng khi họ bước đến, cảm giác như họ cũng đang trốn cùng với người kia. Con đường hẹp giữa các tảng đá tối tăm, Tần Hoàn nheo mắt lại, nắm chặt hàn nguyệt trong tay áo có thể đang trêu đùa trong thanh huy viên dĩ nhiên là người không chỉ là người mà còn có thân phận không bình thường nếu chỉ là một hại nhân làm sao dám đối xử như vậy với họ những vị khách này nhưng tần hoàn suy nghĩ bảng phụ lương cũng không có con gái vậy người đó là ai nghĩ vậy nhóm người đã theo con đường đi đến phía trước cây trúc núi đá phía sau lại là một lối khác chỉ ở giữa hai con đường có tấm bình phong là những tảng đá lùn nơi cây trúc cao chỉ có một người rất cao khi tần hoàn và những người khác đi tới lại không thấy ai mà tiếng cười đã vang lên cách họ mười mấy bước tiểu cô nương trốn đi cục đá ở phía sau đang cười hì hì tiếng sột soạt vang lên liên tục có vẻ như người kia đang đi lại giữa các tán cây trúc giống như đang trốn cùng với người kia tần hoàn và các nàng chỉ nhìn thấy một bóng dáng thấp thoáng không rõ ràng tần sương nhíu mày như thể tự mình thêm can đảm nói chỉ cần ngươi không phải quỳ thì ta sẽ không sợ ngươi nếu có bản lĩnh thì đừng chạy tần sương hét lên kéo tần hoàn về phía rừng tần hoàn cười khổ vội kéo tần sương lại chỉ vào phía trước đúng là bóng dáng đang chạy xa dần tiếng động cũng nhanh chóng tắt hẳn cô ta chạy rồi phía trước là một lối khác tần sương nhíu mày vậy có nghĩa là cô ta chỉ định hù dọa chúng ta nói rồi tần sương hít một hơi nhìn vào lòng bàn tay mình ta sợ tới mức không còn lòng dạ nào nữa người này đúng là không biết lễ nghĩa ngày mai ta nhất định phải báo cáo với bảng quản gia tần hoàn nhìn về phía cây trúc yên tĩnh lắc đầu ta có cảm giác không đúng không chỉ hạ nhân mà ngay cả người có ý định dọa cũng không hành động như thế có gì đó kỳ lạ còn một điều tần hoàn ngừng lại một chút câu ca dao này bàng gia tam thiếu gia cũng đã từng nhắc đến hả tần sương nghe vậy mới nhớ ra đúng rồi bàng gia môn đã nói câu này tương tự nghĩ vậy trong mắt tần sương hiện lên vẻ nghi ngờ có phải là người hầu của bàng gia môn không tần hoàn lắc đầu nhìn xung quanh không thấy ai khác lúc đầu nghe tiếng động nàng cũng thấy sợ nhưng giờ nhìn lại có vẻ như người đó không có ý định ác ý với họ vậy rốt cuộc là ai Tần Hoàn suy nghĩ một chút, ngày mai có dịp sẽ hỏi, giờ thì về thôi. Bên ngoài lạnh lẽo, Tần Hoàn nói xong, nhóm người bắt đầu lùi ra khỏi núi đá, quay về khách viện. Giờ đây trời đã tối, Tần Hoàn và những người khác lần lượt về phòng, không lâu sau đã nghỉ ngơi. Sau một đêm ngon giấc, sáng hôm sau, khi Tần Hoàn còn chưa dậy thì Tần Sương đã tới tìm nàng. "Đừng ngủ nữa, mau dậy đi, người của Song Thanh Ban đã trở về." Tần Hoàn ngồi dậy, trên mặt vẫn còn chút ngái ngủ, họ đã về hết rồi sao? Tần Sương lắc đầu, cô ấy không trở về, nói là đã định rồi, vì cô ấy đã làm hại đến sư phụ của Thanh Ly. Tần Hoàn nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, vậy có nghĩa là đã định thật sao? Thấy Tần Hoàn có vẻ nghiêm trọng, Tần Sương chớp mắt nói, người của Song Thanh Ban phải đi, không biết chúng ta sẽ đi khi nào vừa rồi ta thấy họ đã đưa tất cả thành viên tổ chức về nói rằng ngày mai sẽ rời đi không có thanh ly lại không có thanh lan giờ chỉ còn một người chắc chắn sẽ đổi tên thành đơn thanh ban thôi tần hoàn đứng dậy mặc quần áo và chải tóc vừa rửa mặt vừa hỏi tam ca nói sao tần sương lắc đầu còn chưa thấy tam ca đâu nghe nói tối qua tam ca về rất muộn không phải trước đó bảo tam ca sẽ dẫn người vào trong sao còn muốn cho xong thanh ban ở lại vườn hai ngày. Giờ mà xảy ra chuyện, không lẽ vẫn muốn họ biểu diễn nữa, không biết Tam Ca muốn gặp ai? Tần Diễm muốn gặp chính là Lưu Vận, nghe nói đêm qua ở đó cũng đã nói chuyện với Lưu Vận. Tần Hoàn lắc đầu, không biết, chờ lát nữa gặp Tam Ca sẽ hỏi. Khi hai người đang nói chuyện, thì Chu Hoài đến gọi Tần Hoàn và hai người chị em sang Tần Diễm để ăn sáng. Khi đến Tần Diễm, bữa sáng đã được dọn ra, đồ ăn tự nhiên tinh xảo hơn ở Bách Thảo Viên nhiều. Tam ca dự định khi nào sẽ rời đi, mới ngồi xuống dùng bữa, Tần Hoàn đã hỏi. Tần Diễm cười, cửu muội muội sốt ruột sao, chúng ta vẫn theo kế hoạch ban đầu, sẽ chờ thêm vài ngày rồi đi. Tần Hoàn khép môi lại, Tam ca nói sao về lưu vận. Tần Diễm suy nghĩ một chút, Tần Hoàn rõ ràng nhạy bén hơn Tần Sương và Tần Tương, hắn đơn giản nói, Lưu Vận là người có kinh nghiệm làm quan nhiều năm, có nhiều hiểu biết về mối vận, nhưng nói đến ăn ảnh thì vui thật. Tần Hoàn gật đầu, Lưu Vận đều làm việc trong ngành mối sao? Khi nói như vậy, Tần Diễm thở dài, Lưu Vận đã có phần không may mắn, nhưng con đường của hắn lại không thuận lợi, hơn 20 tuổi mới được làm một chức nhỏ huyện thừa, sau đó làm huyện lệnh, rồi lên làm chi châu, và rồi làm phó sư. Đến hôm nay cũng không dễ dàng gì. Mấy năm gần đây triều đình lại chú ý đến ngành muối, bọn họ dù có địa vị nhưng cũng khó mà làm việc. Năm ngoái, một số tham nhũng trong ngành muối đã bị xử lý, những người tham nhũng bị thu tiền hối lộ, còn có nguyên nhân từ việc tham lam thuế muối. Tần Diễm cảm thán, đủ thấy hắn hiểu biết sâu sắc về triều chính, Tần Hoàn gật đầu, vậy song thanh ban có phải đi không? Tần Diễm đáp một tiếng, đã xảy ra chuyện, bàng công không thể để lại. Tần Hoàn không nói thêm gì nữa, Tần Sương lại nói, Tam Ca, vậy song Thanh Ban không có Thanh Ly Sư Phụ, cũng không có đồ đệ nào, sau này có phải sẽ không còn nữa không? Tần Diễm tiếp núi, chắc chắn sẽ như vậy, một người khó mà duy trì được, sẽ mất đi danh hiệu của song Thanh Ban. Hả, ý câu này là gì? Tần Diễm nói, nguyên nhân nào của song Thanh Ban, người có biết không? Tần Sương chớp mắt, Tam Ca đang nói, có phải trước đây có hai diễn viên kịch kết nghĩa làm gánh hát không? Tần Diễm gật đầu, đúng, hai người đó đều là nghệ sĩ trong gánh hát, sau này họ lại nhận đồ đệ, các đồ đệ cũng trở thành nghệ sĩ, như vậy qua nhiều thế hệ. Tần Sương chớp mắt, vậy tại sao trong gánh hát này lại chỉ có một Thanh Ly sư phụ? Tần Diễm cười, việc này ta cũng không rõ lắm, chỉ biết ở thế hệ của Thanh Ly sư phụ chỉ có một nghệ sĩ, có vẻ như Thanh Ly sư thúc đã gả đi nên dòng họ này đã bị cắt đứt thì ra là vậy ta đã nghi ngờ sao lại có cái tên song thanh ban mà không có hai chữ thanh tần sương nói tần diễm lại nói mặc dù song thanh ban gặp phải áp lực từ bên ngoài nhưng họ vẫn là nghệ sĩ những quý nhân thích tiêu tiền một khi không hài lòng thì sẽ bị ruồng bỏ nhẹ thì mất cơm ăn nặng thì có thể mất cả mạng sống vẫn là bi kịch địa vị của nghệ sĩ trong đại chu không cao nên họ không thể không từ kinh thành về phương Nam, chỉ để phục vụ cho những nhân vật quan trọng, nếu họ làm Phật ý thì sẽ không còn đường sống. Thật đáng thương, hiểu rõ thì cũng mau lộ ra, lại còn bị chính đồ đệ mình hại chết. Tần Sương nói, có chút khinh thường, một ngày làm thầy, cả đời vì mẹ, thật quá độc ác. Tần Diệm ánh mắt sâu xa, đây chính là lòng người, sau này các ngươi sẽ thấy nhiều hơn, không thể quá tin tưởng vào lòng người. Tần Diễm nhân cơ hội dạy dỗ một chút, ba chị em đều gật đầu tán thành. Sau khi dùng bữa, Tần Hoàn bỗng nhớ ra, Tam Ca, bàng lão gia có con gái không? Tần Diễm nghe vậy ánh mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên, hỏi điều này làm gì? Tần Hoàn nhạy bén nhận ra Tần Diễm có điều gì đó không ổn, chẳng lẽ bàng lão gia có con gái? Tần Diễm nhìn Tần Hoàn bằng ánh mắt nghiêm túc, cười khổ một chút, người lo lắng điều này làm gì? ta chỉ hỏi tam ca thôi. Hơn nữa, bảng phu nhân hình như không đủ tuổi để sinh ra hai vị đại thiếu gia và nhị thiếu gia, có điều gì ta chưa biết sao? Tần Hoàn dừng lại, ta không nói bậy đâu. Nếu là Tần Sương hỏi, Tần Diễm chắc sẽ không nói gì. Nhưng giờ là Tần Hoàn, nên Tần Diễm cũng không ngại nói, bảng phu nhân là vợ lẽ của bảng lão gia, gả cách đây 11 năm, lúc gả có mang theo một cô con gái. Bảng phu nhân đã từng kết hôn nhưng sau đó không lâu chồng nàng đã mất tần hoàn hơi ngạc nhiên ở đại chu phụ nữ quá tái hôn không phải hiếm nhưng khi nghĩ đến bảng phụ lương nàng cảm thấy hắn không phải loại người sẽ lấy quả phụ tần hoàn hỏi vị bàng phu nhân này có lai lịch gì tần diệm ánh mắt sáng lên đây là điều hắn đãi tần hoàn khác biệt cửu muội muội này mấy năm không thấy không chỉ có tài y thuật mà còn thông minh Khác biệt với cô muội muội hắn nuôi từ nhỏ. Bàng phu nhân đến từ gia đình thường thị ở Định Châu, đây là gia đình giàu có nhất Định Châu. Họ không chỉ có khách sạn và quán rượu mà còn kinh doanh trà. Lúc đó không chỉ Định Châu mà toàn bộ miền Tây cũng nổi tiếng. Nhà họ chỉ có một cô con gái là Bàng phu nhân, Bàng lão gia lúc đó phần lớn chỉ quan tâm đến làm ăn, không chú ý đến thân phận tái giá của Bàng phu nhân. Định Châu ở phía Tây Bắc Dự Châu cách thành phố Dự Châu khoảng 3 ngày đi ngựa. Tần Hoàn Thầm kinh ngạc, 10 năm trước phụ thân làm quan ở Dự Châu, lúc đó bàng phụ lương vẫn chưa có danh hiệu bàng công, chỉ là một chủ khách sạn bình thường. Đỉnh Châu thường thị, ngay cả nàng, cô bé cũng biết, và biết rằng sau đó vài năm, gia đình này đã dần xuống dốc. Thì ra là vật, vậy có nghĩa là bàng lão gia có một con gái, sao chúng ta chưa từng thấy? Cô ấy bị bệnh, giờ thì không hay nhắc đến cô ấy trong vườn này. chương 282 Tần Hoàn Trinh lăng một lát, Tần Diễm Công Đạo nói, người biết là được rồi, tuyệt đối không được nhắc đến trước mặt người nhà bàng. Tần Hoàn gật đầu, bên cạnh Tần Sương kéo Tần Hoàn nói, nhanh lên, tuyết lại rơi, chúng ta đi xem nào. Đã khó khăn một ngày, mà giờ lại thấy tuyết rơi, lòng yêu tuyết của Tần Sương vẫn không giảm, vừa kéo Tần Hoàn ra ngoài vừa hỏi, ngươi nói gì với tam ca vậy? Tần hoàn nhìn tần sương chớp mắt, thì thào nói, thường phu nhân là vợ lẽ của bảng lão gia, mà bảng lão gia có một con gái kế. Tần sương a một tiếng, hai mắt tròn xoe nhìn tần hoàn, lúc này tần tương đứng ở cửa định quay về sân của mình, nghe thấy liền quay lại nhìn, tần sương lập tức cười nói, ngũ tỷ có cần đi ra ngoài thường tuyết không? Tần tương cười mỉm nhìn vẻ thân mật của tần sương và tần hoàn. Không được, ta không khỏe." Nói xong, nàng dẫn Vãn Hà về phía sân của mình, Tần Sương hừ một tiếng nhìn bóng lưng Tần Tương, rồi chờ khi ra khỏi sân Tần Diễm, nàng thấp giọng nói, "Bàng lão gia lại cưới một quả phụ sao?" Tần Hoàn khẽ nhíu mày, "Quả phụ thì có gì lạ?" Nói đi một bước, Bàng lão gia cũng chỉ là cưới vợ lẽ thôi. Tần Sương nghiêng đầu suy nghĩ một lát, "Đúng rồi. Cả hai đều đã thành thân." ai cũng không được nhắc đến tần hoàn lại nhắc nhở tần sương không được nói bậy mới yên tâm tần sương liên tục gật đầu kéo tần hoàn đi về phía đông hôm qua khi chúng ta trở về ta thấy bên đó có một cái đỉnh xung quanh có một mảnh tuyết chưa dọn dẹp chúng ta qua đó xem thử mà còn nữa tối qua chúng ta gặp người kia có phải là con gái kế của bàng lão gia không vừa nhắc nhở tần sương không được nói bậy tần sương đã lớn tiếng hỏi tần hoàn nóng lòng nhìn quanh May mắn chỉ có Phục Linh và Vãn Tình mỗi người cầm dù đi theo sau, người nói nhỏ lại chút, ta cũng cảm thấy có khả năng. Tần Sương khẽ nhíu mày, nàng ấy ban đêm lại dám trốn ra, gan thật lớn, mà còn hù dọa chúng ta cũng không lễ phép chút nào. Tần Hoàn nghe vậy lại không nhắc đến bệnh tình của bàng cô nương, mà chỉ suy nghĩ không biết nàng ấy mắc bệnh gì. Đúng là, sao có người ở đây? Thật là, nếu biết thì đã đến sớm hơn rồi. Tần Sương bỗng nhiên phàn nàn, Tần Hoàn nghe vậy lập tức ngước mắt nhìn, xa xa trong đình, bàng phu nhân thường thị cùng bàng gia ngôn đang ngồi ở bàn đá, Tình nương mang theo hai nha đầu đứng bên cạnh, mọi người đều nhìn bàng gia ngôn đang nặn người tuyết, mà người tuyết đã gần xong rồi, bàng gia ngôn đang làm đầu cho người tuyết. Thấy mẹ con thường thị ở đó, Tần Hoàn tự nhiên không dám quấy rầy, đang chuẩn bị kéo Tần Sương rời đi thì thường thị đã nhìn thấy các nàng, đứng dậy dịu dàng nói, tần cô nương. Nếu không bị nhìn thấy thì có thể tự mình rời đi, nhưng nếu đã bị thấy, mà rời đi thì lại bất lịch sự. Tần Hoàn đành phải cùng Tần xương tiến lên, hành lễ, phu nhân. Hôm qua thường thị có phần câu nể, nhưng hôm nay lại khác biệt, nàng có vóc dáng tinh tế, mặc một bộ áo tím như hoa sen đứng trong đình, thật tự nhiên và duyên dáng, chỉ trừ thói quen nhăn mặt toàn thân nàng toát lên vẻ đẹp tao nhã. Tần hoàn đánh giá thường thị một cái, không ngờ phu nhân lại ở đây, thật làm phiền phu nhân. Tần hoàn lộ ra nụ cười khiêm tốn, thường thị lắc đầu nói, không có gì đâu, chỉ là đến xem tuyết thôi. Nói xong, thường thị chỉ chỉ bàn đá, hai nhà đầu lập tức lấy cái đệm trải lên, thường thị lại nhìn về phía bảng gia ngôn, dài ngôn, tiếp đái hai vị tỷ tỷ ngồi xuống nhé. Bảng gia ngôn vốn lo chơi tuyết, Nghe vậy đứng lên nói, hai vị tỷ tỷ mời ngồi. Tần Hoàn và Tần Sương liếc nhìn nhau, rồi cùng nhau ngồi xuống. Bảng gia môn không nói nhiều, lại ngồi xuống nặn người tuyết, thường thị cũng ngồi xuống nói, hắn cũng thích chơi tuyết, mà không cảm thấy lạnh. Tần Hoàn vừa biết lai lịch của thường thị, trong lòng không khỏi có chút buồn bã, thường thị có ngũ quan tinh xảo và vẻ đẹp thanh tú, nhưng khi ngồi gần Tần Hoàn mới nhận ra trên mặt nàng có nhiều nếp nhăn nhìn từ xa thì lại có vẻ già hơn vài tuổi tần sương chăm chú nhìn bảng gia ngôn nặn người tuyết cười nói tiểu thiếu gia tính tình trầm tĩnh thật ra rất tốt tần hoàn chỉ thấy bảng gia ngôn lúc nào cũng trầm lặng nhưng nàng cũng đã từng thấy bảng gia ngôn chiêu chọc bảng nghi văn thường thị cười nói ta thực sự hy vọng hắn giống như những đứa trẻ khác ồn ào một chút tần hoàn cảm thấy nụ cười của thường thị có phần cay đắng trong khi đó hai nha đầu từ ngoài đình bê một bình trà nóng vào rồi chia ra bốn ly bàn thì có người tuyết và ấm trà thường thị thấy nha đầu rót trà liền nói để ta làm nói rồi thường thị rót trà cho tần hoàn và tần sương đây là trà mai lâm tuyết thủy các ngươi nếm thử đi tần hoàn và tần sương nhận trà và cảm ơn tần hoàn vừa lắc lắc nước trà định nói cảm ơn thì bỗng thấy thường thị cầm ấm trà tay hơi cứng lại mày nhíu lại Tần Hoàn vội hỏi, "Phu nhân sao vậy? Có phải không được khỏe không?" Thường thị lắc đầu, "Không, chỉ là buổi sáng vô tình đụng phải tay một chút." "Nhưng có bị bầm tím không? Ở đó ta có thuốc điều trị." Thường thị cười lắc đầu, "Cửu cô nương thật là tốt bụng, yên tâm đi, ta đã bôi thuốc rồi." Tần Hoàn lúc này mới yên tâm, Thường thị lại nói, "Có chút tiếc nuối, vốn định mời các ngươi đến xem biểu diễn, giờ lại không thể rồi." tần sương vội nói không sao đâu phu nhân nơi này thanh tịnh dễ chịu ở đây vài ngày cũng tốt tần sương ngày càng biết nói những lời dễ nghe thường thị lại nói vậy thì tốt nếu sang năm vào thời điểm này có cơ hội các ngươi lại đến nhé tần sương ngạc nhiên sang năm lại đến sao thường thị gật đầu đúng vậy lão gia nhà chúng ta rất yêu thích nhóm biểu diễn song thanh ban mỗi năm và lúc này hắn đều mời họ đến chỉ có hai năm là không mời không trách mà nhóm biểu diễn song thanh ban lại được mời đến dự tiệc tại phủ thân vương, thì ra là khách quen. Tần Sương thở dài, nếu như không có sư phụ thanh ly, sau này có lẽ. Nếu nhóm biểu diễn song thanh ban không còn nổi tiếng, thì chắc chắn bảng lão gia cũng sẽ tìm người khác mà yêu thích. Điều đó sẽ không đâu, không phải còn có cô nương thanh nhàn sao? Thường thị nói với giọng ôn hòa, Thanh Ly đã dạy cho hai đệ tử những tài nghệ mà nàng học được từ trước còn cô nương Thanh Lan lần này. Ai, Thanh Nhàn cũng không tồi. Tần Hoàn và Tần Sương nhớ lại hôm qua đã nghe hai người đó biểu diễn. Đúng là, hai người này cũng rất tài năng. Thật là tức giận, cô nương Thanh Lan lại lấy oán trả ơn, hại chính sư phụ của mình. Tần Sương vốn rất trọng nghĩa lại nói ra, thường thị nghe vậy có chút do dự, cô nương Thanh Lan. Hả, phù nhân muốn nói gì vậy? Tần Sương hỏi. Cô nương Thanh Lan tính tình ngay thẳng, từ trước rất hiếu thảo, giờ như vậy thật khó hiểu. Thường thị thở dài, nàng đã gặp nhóm thầy trò xong thanh ban nhiều lần, Tần Hoàn nghe thấy lời nàng nói, lòng hơi động, hiện giờ vụ án đã có kết quả, vậy họ xử lý thi thể sư phụ Thanh Ly như thế nào? Tại sao lại vội vàng như vậy? Thường thị lại rõ ràng trong phủ đã sắp xếp, quan tài đã được lão gia cho người chuẩn bị, hiện tại thi thể của Thanh Ly còn ở nha môn ngày mai sáng sớm những người khác sẽ về kinh thành trước song thanh ban đã thuê chỗ thanh nhàn sẽ dẫn theo vài người hầu đến nha môn thu dọn thi thể của thanh ly rồi sau đó sẽ đưa quan tài về quê an táng về quê sư phụ thanh ly ở đâu tần hoàn vội hỏi thường thị bình thản nói sư phụ thanh ly là người định châu tần hoàn hiểu ra đi định châu không xa sau khi an táng thanh ly thanh nhàn vẫn có thể quay về kinh thành ăn tết tần sương nói sau này xong thanh ban chỉ còn mỗi thanh nhàn không biết nàng có chịu nổi không nàng còn trẻ lại mềm yếu nếu thuộc hạ náo loạn có lẽ nàng cũng không quản nổi dương bầu gánh tần sương vừa dứt lời người tuyết mà bàng gia ngôn nặn xong bỗng nhiên lên tiếng tần hoàn ngạc nhiên thường thị cũng nhìn về phía bảng gia ngôn gia yến ngươi nói gì vậy bảng gia ngôn nhìn thường thị nghiêm túc nói dương bầu gánh sẽ giúp thanh nhàn. Thường thị nhíu mày, ngươi nghe từ đâu ra, sao biết được. Bảng gia ngôn nghiêng đầu suy nghĩ, ngày đầu tiên các nàng đến, ta ở nhà giả sơn chơi, thấy dương bầu gánh đang ôm thanh nhàn. Giống như, giống như mẫu thân ôm ta vậy. Nghe lời này, sắc mặt của thường thị và mọi người đều thay đổi. Giống như thường thị ôm bàng gia ngôn sao? Thường thị là mẹ của bàng gia ngôn, tự nhiên yêu thương bàng gia môn, nếu bàng gia môn có buồn phiền, thì chắc chắn sẽ được cưng chiều. Nếu dương bầu gánh cũng như vậy mà ôm thanh nhàn, thì đó chắc chắn là chuyện không bình thường. Dương bầu gánh và thanh nhàn có quan hệ mở ám sao? Tần hoàn bỗng nhớ đến một ngày đã thấy, đó là lúc thanh nhàn kiểm tra, chìa khóa do dương bầu gánh đưa, hai người đó phối hợp ăn ý, sau đó điều tra lại toàn bộ bằng chứng đều chỉ về thanh lan, chẳng lẽ nói hai người họ mưu đồ hại thanh lan tần hoàn cảm thấy điều này không phải là không thể xảy ra nàng suy nghĩ không ngừng bên kia thường thị có phần xấu hổ nói đừng có nói bậy nói rồi nhìn về phía tần hoàn và tần sương trẻ con nói không đáng tin trong song thanh ban không được ai có mối quan hệ tình cảm nếu có thì sẽ bị đuổi đi tần hoàn cảm thấy nghi ngờ và bất an ngày càng lớn nàng vốn không muốn dính líu vào chuyện của song thanh ban nhưng hôm nay có một nghi vấn lớn đặt ra trước mặt có nên quản hay không tần hoàn cười nói có lẽ tiểu thiếu gia đã nhận nhầm người rồi bảng gia môn có chốt không vui nhìn nàng không thể nào ta không nhận nhầm đâu các nàng đến nhà ta nhiều năm rồi mỗi lần đều vào cuối năm ta đã thấy thanh lan nhiều lần trở về tần hoàn vội nói được 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 tiểu thiếu gia không nhận nhầm rồi chuyển sang chuyện khác tiểu thiếu gia học nặn người tuyết với ai vậy bảng gia ngôn nhìn thường thị một cái mẫu thân dậy thường thị cũng cười nói hắn thích chơi với những thứ nhỏ nhắn lão gia cũng cưng chiều hắn chỉ cần có chốt tuyết là muốn nặn người tuyết mỗi năm mùa đông đều mong đợi tuyết rơi thằng nhóc này cũng không sợ lạnh tần hoàn có phần nghi hoặc không muốn nói nhiều chỉ ngồi thưởng thức một chén trà nhỏ cảm thấy hơi lạnh thấy bảng gia ngôn vẫn chưa có ý định rời đi liền cùng tần sương chào tạm biệt tần sương thấy sắc mặt nàng nghiêm trọng liền hỏi sao vậy người cảm thấy giữa thanh nhàn và dương bầu gánh có gì không chuyện này cũng không phải không có khả năng thanh nhàn còn trẻ chắc chắn cũng có những lúc rung động lại thêm nàng đã tiếp xúc với dương bầu gánh nhiều lần ta cần ra ngoài một chuyến tần hoàn dừng lại bỗng nhiên nói tần sương ngạc nhiên Người định đi đâu? Tần Hoàn lắc đầu, người nói với Tam Ca một tiếng, ta dùng xe ngựa của chúng ta ra ngoài, chỉ nói là... Chỉ nói ta ra ngoài đi dạo. Đi dạo sao không mang ta theo? Tần Sương Lý luận hợp tình nói. Tần Hoàn cười khổ, ta muốn đi đến nơi mà ngươi sẽ không thích. Nói xong, nàng dẫn theo Phục Linh xoay người bước đi, khi ra ngoài các nàng đã mặc áo choàng và mang dù, không cần chuẩn bị gì thêm. Tần Hoàn dẫn Phục Linh thẳng đến phòng ngoài viện, tìm được sa phu của tần phủ thì ra ngoài. Khi xe ngựa rời khỏi tần phủ, tần hoàn ở bên trong xe phân phó, đi đến phủ thân vương. Sa phu không đi qua, mà vẫn theo chỉ dẫn của Phục Linh để đến phủ thân vương. Phục Linh ngồi trên xe ngựa có chút thắc mắc, tiểu thư có phải muốn tìm thế tử điện hạ không? Tại sao lại như vậy? Tần Hoàn gật đầu, ta cảm thấy vụ án của Thanh Ly có vấn đề. Phục Linh hả, một tiếng, Tiểu thư nghĩ hung thủ không phải là Thanh Lan sao? Tần Hoàn lắc đầu rồi lại gật đầu, còn chưa xác định được, nhưng ít nhất Thế tử điện hạ và chi phủ đại nhân có lẽ cũng chưa biết hết sự thật. Nếu họ đã biết chuyện giữa Dương Bầu Gánh và Thanh Nhàn, thì vụ án này có thể sẽ có biến động. Phục Linh thở dài, thì ra là vậy, tiểu thư và Thanh Lan có mối quan hệ, nhưng cũng thật sự nguyện ý vì nàng mà chạy một chuyến. Đây là chuyện quan trọng, chỉ là đi một chuyến thôi không thể để người vô tội phải chịu oan. Tần Hoàn nói với vẻ nghiêm túc, Phục Linh nhìn Tần Hoàn như vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh sự kính phục, nàng vốn chỉ là một tiểu nô tỳ bình thường, nhưng chủ nhân của nàng lại có trí khí như vậy, nàng cũng cảm thấy tự hào. Rất nhanh, xe ngựa đã dừng lại trước cửa phủ thân vương, tiệc mừng thọ đã kết thúc, hôm nay trước cửa phủ cũng không có nhiều xe ngựa. Khi xe ngựa ổn định, Phục Linh nhanh chóng đến trước cửa phủ thân vương. Quả nhiên, vừa đến trước thì bị thị vệ ngăn lại, Phục Linh nói, xin thỉnh cầu báo một tiếng, thế tử trung dũng hầu phủ đến tìm Điện Hạ có chuyện quan trọng, xin Điện Hạ ra gặp. Thị vệ ngạc nhiên, nhìn Phục Linh rồi lại nhìn xe ngựa của tần phủ, một lúc sau mới gật đầu, quay người vào trong phủ. chương 283 Phục Linh vội vàng trở lại, nói với xe ngựa, tiểu thư, không biết Điện Hạ có ở trong vương phủ này không? Tần Hoàn trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng việc này nàng chỉ có thể tìm Yến Trì. Hai chủ tớ im lặng chờ đợi, rất nhanh, Yến Trì từ cổng Vương phủ bước ra, Phục Linh vui vẻ vỗ cửa sổ, Tần Hoàn kéo rèm xe lên, khi nhìn thấy Yến Trì, khóe môi cũng nở một nụ cười. Yến Trì vừa thấy Phục Linh đã biết là Tần Hoàn, bước tới bên xe ngựa, ánh mắt có phần nghiêm trọng, có chuyện gì vậy? Nếu không có chuyện quan trọng tần hoàn sẽ không tìm hắn ở đây người có bận gì không tần hoàn hỏi từ trong xe ngựa yến chỉ dừng lại một chút không có gì người nói đi vậy lên xe ngựa đi yến chỉ nhướng mày kéo rèm lên và bước vào xe tần hoàn ra lệnh đi đến dự châu chi phủ yến chỉ trong xe ngựa càng thêm ngạc nhiên phục linh thì ngồi ở bên ngoài bên trên xe rất nhanh xe ngựa bắt đầu chuyển động có chuyện gì vậy có phải là thanh ly án tử đã xảy ra không? Yến chỉ nhạy bén hỏi, Tần Hoàn gật đầu, sau đó nói, thực ra ta cũng không chắc, nhưng có một việc ta vừa biết. Ta nghe bằng phủ tiểu thiếu gia mô tả, nghi ngờ rằng phó bầu gánh Dương Anh và Thanh Nhàn có mối quan hệ mờ ám. Người có nhớ không, ngày đó, đầu tiên Thanh Nhàn kiểm tra cơ quan, sau đó Dương Anh lại nói rằng Thanh Lan không ra khỏi cửa, cuối cùng Chìa khóa lại tình cờ được tìm thấy ở chỗ của Thanh Lan. Khi đó, có điều gì đó không đúng, nhưng giờ biết được hai người họ có mối quan hệ, ta cảm thấy như có sự thỏa thuận nào đó. Tần Hoàn nói với tốc độ rất nhanh, Yến Chỉ nghe xong cũng có phần nghiêm túc. "Đúng vậy, chúng ta thực sự không biết điều này." Tần Hoàn nhìn hắn đầy tha thiết, "Vì vậy, ta cần ngươi đứng ra giải quyết chuyện này." Yến Chỉ bình tĩnh nhìn Tần Hoàn đang cúi người nàng thật sự lo lắng khi đến đây vì có liên quan đến án tử của thanh lan trong lòng hắn hơi nhúc nhích không nhịn được giơ tay vuốt nhẹ lên má nàng được rồi mặc dù đây là một chuyện rất nghiêm trọng nhưng giữa họ có vẻ như giao tiếp lại rất dễ dàng khi hắn nói được rồi tần hoàn không biết phải nói gì trong khi bàn tay ấm áp của hắn chạm vào má nàng cảm giác lạnh lẽo trên má khiến tần hoàn trong lòng cảm thấy bối rối mặt nàng cũng hơi đỏ có chuyện gì vậy? Tần Hoàn nhìn vào mắt Yến Trì, đang định thu người về, thì Yến Trì bất ngờ cúi người, ôm nàng từ trên giường vào lòng. Trong chiếc xe ngựa rộng rãi, Yến Trì để Tần Hoàn ngồi lên đùi mình. Có chuyện gì vậy? Tần Hoàn quay sang nhìn Yến Trì. Yến Trì ôm chặt eo nàng, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về mặt nàng, người biết không? Trên đời này không có người phụ nữ nào lại lo lắng cho một người chưa từng quen biết như vậy. Tần Hoàn hơi nhếch môi, nếu đồ đệ mưu hại sư phụ thì đó là trọng tội, sẽ không ai biện minh cho những người bị oan. Trên đời này có rất nhiều người phải chịu oan ức, nếu không liên quan đến mình, họ cũng sẽ không bận tâm. Nếu triều đình không cấp bồng lộc cho ngươi, ngươi cũng không phải là người bị oan uổng trong nhà. Yến chỉ ghé sát mặt vào Tần Hoàn, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng như một chú chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn này không nóng bỏng như hôm trước, nhưng Tần Hoàn cảm nhận được sự yêu thương của hắn dành cho mình, thậm chí còn có chút tôn trọng và chiều chuộng. Tần Hoàn cảm thấy trong lòng mềm mại, nếu hôm nay phải giúp ta đi vào nơi nguy hiểm, ta chắc chắn không muốn. Nếu chỉ cần một câu nói sai, có thể khiến bản thân và những người bên cạnh rơi vào rắc rối, ta cũng cần phải cẩn trọng suy nghĩ, chỉ là đi một chuyến thôi, ta không mất gì cả, cũng không có gì quá nghiêm trọng. Có đâu mà nói là lên núi đao xuống biển lửa những lời đó chỉ là để nói nếu sau này ngươi gặp phải tình huống tương tự thì ngươi vẫn sẽ làm như vậy yến chỉ tiếp tục vuốt má nàng nếu ngươi là một người đàn ông chắc chắn sẽ trở thành một đại lý tự khanh tần hoàn cảm thấy chua sót cúi đầu nói ta không có tham vọng như vậy ta biết rằng nếu mình khoanh tay đứng nhìn thì cũng không có gì là sai nhưng nếu ta không đứng ra giúp đỡ sau này mỗi khi nhớ lại sẽ cảm thấy trong lòng mình như bị đè nén không phải vì hối hận mà là cảm thấy không nên trở thành như vậy ngốc nghếch yến chỉ nhẹ nhàng véo má nàng tần hoàn ngẩng đầu lên thấy yến chỉ cười ấm áp ta hiểu ngươi mà sau này nếu ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi yến chỉ tiến lại gần hơn nói nhỏ chuyện này đối với ngươi có vẻ không khó nhưng với người khác thì cần dụng khí và sự cân nhắc ngươi luôn khiến ta kinh ngạc và càng thêm yêu mến ngươi nhìn ngươi khiến ta cũng có thêm sức mạnh nói xong yến chỉ lại hôn nhẹ lên môi nàng quá nguy hiểm gò má tần hoàn lại không tự chủ mà đỏ lên ta thấy nàng ngập ngừng không nói yến chỉ nhẹ nhàng nói chắc chắn cha mẹ ngươi là những người tuyệt vời nhất mới có thể nuôi dạy được ngươi như vậy tần hoàn tưởng rằng hắn sẽ nói những lời ngọt ngào nhưng không ngờ hắn lại nói như vậy đúng vậy cha mẹ nàng thật sự là những người tốt nhất trên thế gian trong lòng tần hoàn lại trào dâng nỗi đau nàng bất chợt ôm chặt yến trì đặt đầu lên vai hắn yến trì ngạc nhiên lập tức ôm chặt tần hoàn vừa vỗ về lưng nàng vừa xin lỗi ta vừa nói như vậy có làm ngươi buồn không tần hoàn không nói gì chỉ lắc đầu nhưng mắt lại cảm thấy ướt nóng nàng nhắm chặt mắt một lúc lâu mới kìm nén lại yến trì nhẹ nhàng nói không sao đâu ta sẽ bảo vệ ngươi khi tần hoàn vừa kìm nén nỗi lòng thì cảm xúc lại dâng trào nàng ôm chặt yến trì sợ hắn nhìn thấy nước mắt của mình yến trì cảm thấy đau lòng nhưng không nói gì chỉ ôm nàng chặt hơn sau một lúc lâu tần hoàn mới nhẹ nhàng cựa đầu tần hoàn buồn bã nói ta có thật tốt như vậy không yến trì khẽ cười đúng vậy trung châu tứ hải ngươi là tốt nhất thế tử điện hạ sao lại đến đây uông hoài vũ chi phủ dự châu, từ trong nha môn nhanh chóng bước ra, liền quỳ xuống, bái kiến điện hạ. Yến chỉ một tay nâng Uông Hoài Vũ dậy, Uông Đại Nhân không cần khách sáo, đến đây là vì vụ án thanh ly. Yến chỉ đứng ngoài xe ngựa, Uông Hoài Vũ liếc mắt thấy Phục Linh, cảm thấy có chút quen thuộc, chợt nhớ ra, hôm qua khi Yến chỉ đến sân khấu kịch, bên cạnh có một cô nương, sau đó hắn mới biết cô nương đó chính là cửu cô nương của Trung Dũng Hầu Phủ và thị Tỳ đi cùng nàng chính là Phục Linh. Chỉ trong chớp mắt, Uông Hoài Vũ đã hiểu ra, lại liếc nhìn chiếc rèm xe, tự nhắc nhở bản thân. Án Thanh Ly, hôm qua thẩm vấn xong, hung thủ đã xác định là Thanh Lan. Uông Hoài Vũ nghi hoặc hỏi, hay có biến cố gì xảy ra? Yến chỉ trầm giọng. Người có biết giữa phó bầu gánh Dương Anh và tiểu đồ đệ Thanh Ly có mối quan hệ mờ ám không? Uông Hoài Vũ nhíu mày, bọn họ có mối quan hệ sao yến chỉ gật đầu có vẻ như ngươi vẫn chưa biết ta đến đây chính là để nói cho ngươi thanh lan đã nói gì cô ấy đã nhận chưa không có uông hoài vũ lắc đầu cô ấy chưa nhận nhưng chứng cứ hiện tại rất xác thực hơn nữa có người trong song thanh ban nói rằng thanh lan không biết vì sao đã cãi nhau với sư phụ nhiều lần còn nói sư phụ đã từng muốn đuổi cô ấy khỏi song thanh ban yến chỉ nhíu mày Vậy Thanh Lan có nói gì không? Uông Hoài Vũ lắc đầu, cô ấy chưa nói gì, dự kiến hôm nay sẽ thẩm vấn lại. Yến chỉ chưa từng nghe về điều này, còn bên trong xe, Tần Hoàn cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Nếu đúng là Thanh Lan và Thanh Ly có mâu thuẫn, vậy cô ấy chắc chắn càng khả nghi hơn. Uông Hoài Vũ là chi phủ dự châu, tự nhiên nhạy bén như hoác hoài tín. Hắn thấy sắc mặt Yến Trì trầm ngưng, vì thế nhẹ giọng hỏi, nếu thế tử còn nghi vấn sao không cùng đi vào bàng thính yến chỉ nhướng mày nhìn quanh xe ôm hoài vũ lập tức nói bên ngoài lạnh quá thế tử và cửu cô nương không nên đứng ngoài này vào trong nhà uống chút trà nóng đi yến chỉ cảm thấy hài lòng trong xe tần hoàn cũng cúi người đi ra khi bước ra ngoài ôm hoài vũ thấy yến chỉ có vẻ hiểu chuyện tần hoàn cũng tự nhiên chấp nhận sự hào phóng này Rèm xe được mở ra, phục linh nhanh chóng che ô cho Tần Hoàn, bên ngoài tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Tần Hoàn xuống xe và hành lễ với Uông Hoài Vũ, chi phủ đại nhân. Uông Hoài Vũ nghiêng người tránh ra, cửu cô nương không cần khách sáo, bên ngoài lạnh quá, mau vào trong đi. Tần Hoàn nhìn về phía Yến Trì, thấy Yến Trì đi nhanh về phía trước. Nhà môn Dự Châu và Cẩm Châu có chút khác biệt. Uông Hoài Vũ trực tiếp dẫn Tần Hoàn và Yến Trì vào thư phòng thường dùng để tiếp khách, sai người hầu pha trà. Sau đó cùng Yến Trì trò chuyện vài câu rồi ra lệnh cho người hầu thẩm vấn Thanh Lan. Thư phòng được chia thành hai phần, có một bình phong ngăn cách, che khuất thân ảnh của Yến Trì và Tần Hoàn. Chẳng bao lâu, một âm thanh bước chân nặng nề chậm rãi tiến vào thư phòng. Thình thịch một tiếng, có thể thấy là Thanh Lan đang quỷ xuống bình phong bên ngoài khiến cho mọi người không thể nhìn rõ bên trong, nhưng bên trong lại mơ hồ thấy được bóng dáng bên ngoài. Tần Hoàn nhìn kỹ, chỉ thấy một đêm không gặp, thanh lan búi tóc rối bời, trên người vẫn là bộ trang phục nhiêu lang, thoáng thấy có chút máu, nàng quỳ gục xuống đất, đầu cúi xuống, không nói lời nào. Thanh Lan ngẩng đầu lên. Uông Hoài Vũ quát nhẹ, Thanh Lan dừng lại một chút, nhưng vẫn ngẩng đầu uông hoài vũ nói với giọng nhẹ nhàng hơn ngươi nói rằng mình không hại sư phụ vậy tại sao lại có nhiều người nghe thấy ngươi và sư phụ cãi nhau sư phụ ngươi tại sao lại nói muốn đuổi ngươi ra khỏi song thanh ban thanh lan nhìn uông hoài vũ với khuôn mặt không cảm xúc một lúc lâu sau mới nói ta không giết sư phụ lời này của thanh lan đã nói từ lâu uông hoài vũ nghe lại không khỏi cười lạnh thật buồn cười chỉ với câu nói này tại sao ta phải tin ngươi thấy Thanh Lan lại muốn cúi đầu, Uông Hoài Vũ bang, một tiếng ném một quyển sách trước mặt cô. Xem kỹ đi, đây là lời khai của người khác. Những lời khai này không chỉ có ghi chép thẩm vấn, còn có tên tuổi, Thanh Lan có thể nhìn thấy ai nói gì. Quả nhiên, ngay lập tức đôi mắt cô tràn ngập phẫn nộ, nói bậy. Nói bậy. Uông Hoài Vũ nói, ta muốn giúp ngươi, nhưng nếu ngươi không trân trọng mạng sống của mình thì ta không thể làm gì khác. Sáng mai Thanh Nhàn và Dương Anh sẽ đến thu dọn thi thể sư phụ ngươi, rồi đưa quan về Định Châu, trong vòng 5 ngày, án tử của ngươi sẽ được định, một khi đã định, ngươi không thể kêu oan, hãy suy nghĩ kỹ đi. Thấy Thanh Lan vẫn im lặng, Uông Hoài Vũ thở dài, người đến, đưa cô ấy đi. Chờ đã, Thanh Lan bỗng nhiên lên tiếng. Yến Trì và Tần Hoàn Liếc nhìn nhau qua bình phong, ánh mắt đều có chút sáng lên. Thanh Lan ngẩng đầu, ta và sư phụ, chúng ta cãi nhau là vì nàng ép ta làm điều mà ta không muốn. Nàng nói muốn đuổi ta ra khỏi song thanh ban, nhưng đó chỉ là lý do thôi, trong lòng ta tức giận, nhưng ta không giết nàng. Uông hoài vũ nhíu mày, nàng đã làm gì khiến ngươi không đồng tình? Thanh Lan thở dài, cúi đầu nói, nàng muốn ta. Phụng dưỡng quý nhân trong kinh thành. Đơn giản là một câu, Uông Hoài Vũ liền hiểu, ca kỹ không phải là kỹ nữ nhưng họ cũng thuộc loại thấp kém để nghe diễn trừ khi thực sự yêu thích diễn xuất còn thì là đến để xem náo nhiệt nếu cô ấy cùng thanh nhàn đều là những cô nương trẻ tuổi ngoại trừ dáng đẹp và giọng hay còn có một gương mặt xinh xắn mặc dù mọi người đều biết họ không phải là kỹ nữ nhưng càng như vậy lại càng dễ dàng gợi lên lòng tham của các quý nhân cô nương song thanh ban còn muốn làm như vậy sao uông hoài vũ không phải là kẻ ngu biết rõ song thanh ban nổi tiếng, trong mắt hắn, song thanh ban không cần thiết phải nhờ vào sắc đẹp của các cô nương trong nhà. Thanh Lan hạ mắt lạnh lùng nói, sư phụ thích đánh bạc, người khác không biết, nhưng ta và Thanh Nhàn biết. Dù song thanh ban nổi tiếng ở Kinh Thành, nhưng thực ra cũng không giống như những gánh hát đã căm dễ ở đó, để nuôi cả gia đình thì lại không dễ dàng, thường xuyên phải đối đầu và ngáng chân nhau, như vậy rơi vào vòng luồn quẩn, tiền bạc không còn bao nhiêu mà sư phụ thì 10 lần đánh bạc thì thua đến 9 lần, giờ song thanh ban chỉ là một cái vỏ bọc ngăn nắp mà thôi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 285. Lại có khách đến, Tần Hoàn tuy không quá ngạc nhiên, nhưng vẫn muốn phối hợp với Tần Sương. Đến còn có một vị lão phu nhân. Tần Hoàn nghe xong có chút nhả, đến một vị lão phu nhân. Nghĩ một hồi, Tần Hoàn nói, cũng không có gì kỳ quái, chỉ sợ là bằng gia vị nào đó có thân thích. Tần Sương nhún vai, ta vừa qua đình kia hôm qua, nghe được mấy người hầu bàn tán, là ai ta cũng không rõ. Nói rồi, nàng bảo, chúng ta đi đến chỗ Tam Ca dùng bữa sáng. Tần Hoàn liền cùng Tần Sương đi ra ngoài, đến Tần Diễm Sân, lại thấy Tần Diễm qua một đêm vẫn cứ ủ rũ. Vừa thấy hai người đến, Tần Diễm liền nói, chúng ta ngày mai sẽ rời khỏi đây để trở về Kinh Thành. Rốt cuộc phải về kinh thành, Tần Sương tự nhiên rất vui, nhưng Tần Hoàn lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Diễm, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, đợi đến khi Tần Tương đến, huynh muội bốn người bắt đầu dùng bữa. Sau khi ăn sáng xong, Tần Sương bắt chuyện với Tần Diễm, "Tam ca, Thanh Nhàn cùng Dương Anh vẫn chưa trở về sao?" Tần Diễm gật đầu, "Chưa thấy, có vẻ như Thanh Ly án tử không đơn giản." Rốt cuộc ai là người gây ra cũng khó nói. Tần Sương chớp mắt, nhất thời cũng không nghĩ ra được điều gì, quản hắn làm gì, dù sao chúng ta sáng mai phải đi, chuyến đi về kinh thành chỉ mất 4 đến 5 ngày thôi phải không? Tần Diễm gật đầu, nói nhanh thì 4 ngày, chậm thì 5 6 ngày. Tần Sương vui vẻ vỗ tay, thấy Tần Diễm có vẻ không muốn nói thêm, liền kéo Tần Hoàn ra ngoài, "Tam ca làm sao vậy? Hình như gặp phải chuyện gì phiền lòng?" Tần Sương nhận thấy có thể không phải là chuyện nhỏ. Tần Hoàn lắc đầu, có lẽ là chuyện trong chiều, chúng ta không nên hỏi nhiều. Tần Sương gật đầu ân, một tiếng, lại kéo tay Tần Hoàn nói, đi thôi, cho ngươi xem thứ hay ho. Nói rồi, Tần Sương kéo Tần Hoàn theo con đường mà hôm qua nàng đi về phía đông, Tần Hoàn không biết Tần Sương định cho nàng xem thứ gì, đến khi tới nơi, nàng mới phát hiện ngoài đình có một người tuyết lớn. Tần Hoàn hơi kinh ngạc, cái này, là của ngươi sao? Tần Hoàn thấy người tuyết khác với cái mà bảng gia môn đã làm hôm qua. Trước mắt là một người tuyết cao khoảng một người, bụng rất to, hai bên có hai nhành cây cỏ, trên đầu là đá được làm thành mũi, đôi mắt và miệng cũng từ đá mà ra. Tần Hoàn không tự chủ được cười lên, thì ra tần sương sáng sớm dậy là để làm người tuyết. Ta có phải rất lợi hại không? Ta cùng vãn tình tú, Vân ba ba người làm đấy. Cái này có đẹp hơn cái hôm qua không? Tần Sương vui vẻ chạy tới trước người tuyết, vừa dứt lời, một giọng nói mềm mại mang theo vài phần cao ngạo bỗng vang lên. Ta đẹp, giọng nói bất ngờ khiến Tần Sương và Tần Hoàn ngạc nhiên, đồng thời ngước mắt lên, thấy bảng gia ngôn không biết từ đâu đứng đó, hai người sửng sốt, cảm thấy có chút xấu hổ. Bảng gia ngôn nhanh chân đi đến bên người tuyết, chỉ vào một món tay, hừ xấu tần sương tức giận nhưng cũng không muốn so đo với một đứa trẻ chỉ có thể có chút xấu hổ nhìn về phía tình nương đi theo tình nương ngượng ngùng hành lễ bái kiến hai vị tiểu thư nói rồi nàng nhìn tần sương lục tiểu thư đừng trách tam thiếu gia đang nổi cáu đó vừa dứt lời bàng gia ngôn lại hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên hắn ngồi xổm xuống tự dưới đất nhặt lên một nắm tuyết quay người vào đình Tình nương thở dài rồi cũng đi theo vào, tình nương hợp với tuyết tạo thành một đống lớn trên bàn đá, lúc bảng gia môn làm người tuyết thì tình nương đi ra xin lỗi. Thật là thất lễ, vừa rồi lão gia tâm trạng không tốt, mắng tam thiếu gia hai câu, tam thiếu gia mặc dù không khóc, nhưng cũng không nhanh chóng. Tần Hoàn và Tần Sương đều có chút ngạc nhiên, Tần Sương nói, bảng lão gia sao lại mắng tam thiếu gia như vậy, như vậy sao có thể chứ? Tỉnh Nương nhìn quanh như thể đang xem có ai đó đến hay không, rồi mới nói nhỏ: Lão gia đôi khi có chút nóng này, cho nên Tam thiếu gia sẽ bị mắng. Tần Sương há hốc mồm, lại không tiện thảo luận bằng phụ lương, chỉ cười nói: Khó trách đâu, trách ta vừa rồi nói sai rồi. Tam thiếu gia làm người tuyết chính là đẹp nhất. Cuối cùng câu này Tần Sương nói với giọng rất lớn, cô y muốn cho bằng gia môn nghe thấy. Tình Nương cũng cười đi vào trong đình thiếu gia đừng tức giận lão gia cũng chỉ là bị vị phu nhân kia tức giận cũng không phải là nhắm vào thiếu gia đâu tần sương và tần hoàn nhìn nhau khách vừa tới liền khiến chủ nhân tức giận bảng gia ngôn khẽ hừ một tiếng ta nghe được người kia tìm phụ thân đòi tiền tình nương cười khổ nhìn tần hoàn và tần sương nói bảng gia hưng thịnh lên không thể thiếu tống tiền thân thích điểm này không khó hiểu Bàng ra môn hừ một tiếng nói, người kia muốn phụ thân khách điếm. Những lời này vừa ra, Tần Hoàn và Tần Sương đều kinh ngạc, một mở miệng đó là khách điếm, làm sao lại có bà con nghèo tới đòi tiền. Tần Hoàn chỉ cảm thấy như mình nghe được điều gì không nên nghe, liền kéo Tần Sương cáo từ. Tần Sương vừa đi vừa không hài lòng nói, đi vội vàng làm gì. Người không thấy kỳ lạ sao, ta còn chờ hắn lại nói thêm điểm gì nữa. Kỳ lạ, đương nhiên là kỳ lạ, tình nương miệng tống tiền thân thích, cũng dám đòi khách điếm, bàng nghi văn cùng bàng nghi võ chắc chắn cũng không dám như vậy, người kia là ai? Chúng ta ngày mai phải đi, hơn nữa đây là việc riêng của người ta, sao lại phải nghe nhiều như vậy? Tần sương dầu dầu môi, chính là vì ngày mai phải đi mà muốn nghe nhiều hơn, bàng ra như vậy gia đình giàu có, chắc chắn cất giấu rất nhiều bí mật, người nói. Người kia có phải đã biết nhược điểm của Bàng lão gia, cho nên mới dám mở miệng như vậy không? Khách điếm thập phương ở phía Tây, mỗi nhà đều làm ăn rất phát đạt, người kia đừng nói muốn mấy nhà, chỉ cần một nhà cũng đủ để sống cả đời. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe. Tần Hoàn nghiêm nghị công đạo một câu, nhưng trong lòng lại có chút hoài nghi và bất an. Như Tần Sương nói, hào môn đại tộc, gia đình nào mà không có bí mật? Tần Hoàn cũng không ngoài ý muốn bảng ra có bí mật, nàng chỉ chú ý đến những quy tắc đạo đức hắc bạch, lại không có ý định tìm hiểu sâu vào những bí mật này. Kéo Tần Sương trở về sân, Tần Hoàn đưa cho Tần Sương một quyển tạp chí, buộc nàng đọc sách, một bên lại nghĩ, như thế nào đưa tin tức cho Yến Trì, nếu hôm nay ra ngoài thì e rằng không ổn. Nghĩ một hồi, Tần Hoàn đi đến Bạch Anh ngoãn các, hai ngày nay Bạch Anh vẫn nằm trên giường, thấy Tần Hoàn lại đây, Bạch Anh vội vàng muốn đứng dậy. Tần Hoàn ấn nàng xuống, nhìn nhìn Phục Linh không vào, thấp giọng nói, người có biện pháp truyền tin cho hắn không? Bạch Anh vừa chớp mắt đã hiểu ý, lập tức gật đầu. Tần Hoàn nói, chúng ta sáng mai sẽ xuất phát trở về Kinh Thành, nói cho hắn biết như vậy là được. Bạch Anh gật gật đầu, đứng dậy từ trong tay nải của mình lấy ra một cái gì đó, nàng cũng không trở về tránh Tần Hoàn, đi đến bên cửa sổ hướng ra ngoài một cái phóng. Tần Hoàn chỉ nghe thấy hưu, một tiếng, một đạo hơi không thấy rõ ánh sáng bay lên trời. Tần Hoàn chỉ cảm thấy tâm thần hoàng hốt, thấy Bạch Anh đứng bên cửa sổ bất động, rất nhanh, một bóng người rõ ràng dưới ánh sáng ban ngày dừng lại sau cửa sổ. Bạch Anh công đạo hai câu, người nọ lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Đóng cửa sổ lại, Bạch Anh quay người nói, điện hạ ở ngoài vườn bên này để lại người. Tần Hoàn không khỏi nghĩ đến câu nói của Yến chỉ không yên tâm, nàng gật gật đầu, dặn dò Bạch Anh tiếp tục tu tập, lúc này mới trở về chỗ mình, Tần Sương đang ôm quyển sách ngủ gật. Chín tiểu phố, giờ hợi đã qua nửa, Chu Hoài bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Phục Linh mở cửa, Chu Hoài hành lễ nói, cửu cô nương, bàng lão gia đã nói sáng mai chúng ta muốn đi, buổi tối sẽ thiết yến tiễn đưa, ngài cùng ngũ tiểu thư. Lục tiểu thư chuẩn bị một chút, bây giờ đi thôi. Tin tức này thật sự có phần bất ngờ, nhưng mà bảng gia đã chuẩn bị sẵn, tự nhiên không thể từ chối. Tần Hoàn bảo Phục Linh đi gọi Tần Tương, lại cùng Tần Sương hai người khoác áo choàng, chờ ra ngoài thì Tần Diễm đã đứng ở giao lộ chờ bọn họ, huynh muội bốn người cùng nhau hướng ánh bình minh đường đi đến. Không lâu sau, họ đã tới ánh bình minh đường. Ngoài cửa lại có lưu nhân lệ đang chờ thấy tần diễm đến, vội vàng đón chào. Bái kiến thế tử, bái kiến ba vị cô nương. Lưu nhân lệ so với lần tần hoàn thấy lần trước có phần nhiệt tình hơn, tần hoàn nhìn qua, chỉ cảm thấy không phải tần diễm muốn mượn sức lưu nhân lệ, mà là lưu nhân lệ có cầu với tần diễm thì phải. So với trước đó, tần diễm có phần lãnh đạm hơn, các nàng là nữ tử, không cần phong hào trong người, người là mệnh quan triều đình, sao có thể hành lễ với các nàng. Tần Diễm lạnh lùng nói một câu, lập tức làm cho Lưu Nhân Lệ đỏ mặt, nhưng Lưu Nhân Lệ không hề bận tâm, chỉ nói: "Thế tử nói rất đúng, hạ quan chỉ là kính trọng hầu phủ mọi người thôi." "Thế tử mời." Tần Diễm đi trước, Lưu Nhân Lệ lùi lại một bước, phía sau đi theo Tần Hoàn mấy người, cùng nhau vào ánh bình minh đường nhà. Tiến vào phòng, Bàng Phụ Lương đang đùa giỡn Bàng Gia Môn, còn chiếc xe ngựa kim quang lấp lánh lại bị Bàng Gia Môn ôm trong tay thưởng thức. Nghe thấy tiếng động, Bàng phụ Lương quay đầu lại, Thế tử đến. Tần Diễm gật gật đầu, đi một vòng nói, "Gì? Nghe nói trong phủ có khách đến, sao không thấy?" Bàng phụ Lương cười nói, "Hôm nay là vì tiễn đưa Thế tử, cho nên chúng ta có thể." Tần Diễm lại nói, "Nếu vậy thì tốt, như vậy không phải là làm chậm trễ khách nhân sao? Vẫn là thỉnh vị phu nhân kia cùng nhau đến ăn tiệc đi." Bàng phụ Lương do dự một chút, Bên kia Lưu nhân lệ nói, như vậy cũng tốt. Vừa dứt lời, ánh mắt Bàng phụ Lương liền trở nên trầm trọng, sau một hồi, Bàng phụ Lương mới chậm rãi phân phó nói, đi gọi Đàm phu nhân tới. Bàng Hữu Đức ở bên ngoài lên tiếng, tự đi thỉnh vị phu nhân đó vào. Bàng phụ Lương vỗ vỗ vai Bàng Gia Môn đứng dậy, chúng ta vào yến thôi. Nói rồi giơ tay mời, thế tử Thỉnh, Lưu vận cũng thỉnh. Tần Diễm tự nhiên mang theo Tần Hoàn ba người vào Yến. Điều khác biệt là, hôm nay chỉ có bảng nghi võ không thấy bảng nghi văn, mà hai ngày nay bảng ra lại không liên lạc với Tần Hoàn, có vẻ bảng nghi văn đã hồi phục không ít. Lần này thật là tiếc nuối, vốn định để thế tử nghe hai ngày diễn hào hào một phen, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Bảng phụ lương nói với giọng bất đắc dĩ, vừa nói vừa tự mình rót rượu cho Tần Diễm, lần này từ biệt, thật không biết khi nào mới có thể gặp lại thế tử lần sau thế tử lại đến dự châu nhất định phải báo cho ta biết đối mặt với bảng phụ lương tần diễm dường như cũng không có vẻ gì đặc biệt nhưng so với lưu nhân lệ biểu cảm của hắn vẫn hòa nhã hơn bảng công yên tâm nếu có lần nữa chắc chắn sẽ quấy dây bảng phụ lương gật đầu lại rót rượu cho lưu nhân lệ đãi mấy người đều rót xong thì nói mọi người hãy động đũa đi bảng công khách nhân còn chưa đến, không cần nóng lòng. Tần Diễm nhìn ra phía ngoài, quy củ rất chu đáo, mà nhắc đến vị khách nhân đó, trên mặt bảng phụ lương ý cười lập tức phai nhạt, nhưng Tần Diễm nói như vậy, hắn với tư cách là chủ nhân khó mà nói gì. Trong phòng im lặng, tất cả mọi người đang đợi vị phu nhân kia, bảng hữu đức đã đi một hồi lâu, sao mà người vẫn chưa tới. Lưu nhân lệ thấy thế cười nói, hạ quan vừa mới hồi kinh, trước tiên phải bái phòng hầu gia và thế tử tần diễm vốn rất xem trọng vị mối vận này nhưng giờ phút này biểu cảm của hắn lại nhạt nhẽo liều đại nhân mới hồi kinh tự nhiên việc đầu tiên là báo cáo công việc sao lại không đi trước hầu phù ở đây nhìn ra sao giống như thành cái gì liều nhân lệ sắc mặt hơi cương vẫn là thế tử anh minh hạ quan suy nghĩ không chu toàn giọng nói vừa dứt ngoài cửa tiếng bước chân gấp gáp vang lên lưu nhân lệ vội nói tới rồi vừa dứt lời mọi người đều nhìn về phía cửa vừa thấy liền thấy bảng hữu đức sắc mặt trắng bệch đi đến còn chưa tới gần đã run rẩy nói lão gia đã xảy ra chuyện lão gia đã xảy ra chuyện bảng hữu đức sắc mặt cực kém đáy mắt còn chứa đựng sự hoảng loạn bảng phụ lương nhíu mày lại xảy ra chuyện gì nàng không muốn đến nếu không muốn thì cũng không cần Bảng hữu đức giọng nói rôn rẩy không, không phải không muốn đến, đàm phu nhân. Nàng đã chết. Vừa nghe lời này, mấy người trong phòng đều biến sắc, tần diễm cũng nhíu mày, phản ứng còn nhanh hơn cả bảng phụ lương, sao lại như vậy? Bảng hữu đức ánh mắt chợt lóe chỉ nhìn về phía bảng phụ lương, mà bảng phụ lương mày nhăn lại, dường như bị tin tức này đà kích, lại có vẻ không phản ứng kịp, trong khi lưu nhân lệ lại lập tức đứng dậy, ngươi. Người nói cái gì? chương 284 Song thành ban thu nhập có hạn, mà trong kinh đã sớm có người đánh chú ý đến chúng ta. Sư phụ liền sai chúng ta đi phục vụ những quý nhân đó. Ta, ta không muốn phục vụ. Sư phụ đầu tiên thì dụ hống. Dụ hống không thành liền vừa hóa giải vừa công kích. Thậm chí còn uy hiếp ta, muốn đuổi ta đi. Chúng ta nhiều lần khắc khẩu, đều là như vậy mà tới. Nàng đó là không đuổi ta đi, ta cũng không muốn ở lại đây. Nếu không phải vì nàng là sư phụ, người đã giáo dưỡng ta từ nhỏ, ta đã sớm đi rồi. Lần này xuống Nam, ta vốn định về Kinh Thành rồi sẽ nói rõ với sư phụ, nhưng không ngờ rằng nàng lại đã chết. Thành Lan vẫn luôn cúi mắt, nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Uông Hoài Vũ khẽ mở mắt, vậy nên ngươi vẫn chưa bị sư phụ bức bách đi phục vụ người khác. Thành Lan cười lạnh một chút, ngừng mắt nhìn Uông Hoài Vũ, ánh mắt mang theo sự châm chọc dường như cũng chỉ là một trong số những kẻ háo sắc quyền quý ta cùng nàng đã nói nếu nàng bức bách ta vậy để ta chết thì tốt hơn nàng biết tính ta mà dù có tức giận nàng cũng không dám nàng đối với ta lần này oán khí rất lớn trở về kinh thành có lẽ sẽ làm ra chuyện khác uông hoài vũ nhướng mày ngươi sợ nàng sẽ nghĩ cách hại ngươi khi trở về nên bây giờ muốn giết nàng sao Thanh Lan lại cười lạnh, nếu ta thật sự muốn giết nàng, thì đã có thể ra tay từ lâu, cần gì phải chờ tới giờ. Duy thân vương tiệc mừng thọ quan trọng như vậy, nếu như chi phủ đại nhân nhạy bén, ta cũng sẽ không sợ lộ dấu vết chứ. Nói xong, Thanh Lan lại cúi đầu. Vậy chìa khóa là chuyện gì? Uông Hoài Vũ hỏi với giọng lạnh lùng, Thanh Lan lập tức cười. Có người muốn hại ta, ta còn có biện pháp gì? uông hoài vũ khẽ mở mắt ai đang hại ngươi thanh lan cúi mắt ta không biết ta chưa bao giờ có thủ oán với người trong đoàn hát dừng một chút thanh lan lại đột ngột nói bất quá dù không có ân oán bên ngoài nhưng vẫn có vài phần tranh chấp ngầm uông hoài vũ nhướng mày thanh lan nói từ đời sư tổ song thanh ban chỉ có một bầu gánh sư tổ chỉ có một đồ đệ là sư phụ sư phụ lại có ta và sư muội làm đồ đệ sau này bầu gánh sẽ được chọn từ giữa ta và sư muội nói xong uông hoài vũ đã hiểu ra còn có điều gì khác không thanh lan lắc đầu không còn gì khác uông hoài vũ hơi trầm ngâm ngươi có biết giữa sư muội và bầu gánh nghe vậy ánh mắt thanh lan chợt lóe lên có vẻ như hơi bất ngờ khi uông hoài vũ hỏi điều này nàng ngẩng lên nhìn uông hoài vũ rồi lại cúi xuống lắc đầu phó bầu gánh rất quan tâm đến sư muội còn về ta thì không biết. Uông Hoài Vũ gật đầu, người đến, mang nàng trở về. Người hầu đứng ngoài vào, nhanh chóng dẫn Thanh Lan ra ngoài. Uông Hoài Vũ kéo bình phong ra, công kính nhìn Yến chỉ nói, Điện Hạ, hôm nay nàng nói rằng nếu là lý do này, có cần điều tra lại không? Yến chỉ gật đầu, các nàng ở cùng gánh hát, giữa Dương Anh và Thanh Nhàn chắc hẳn đã có chút cảm giác. Nhưng lúc người hỏi nàng, nàng lại không một mực chắc chắn. Uông Hoài Vũ gật đầu, đúng là, nàng hôm qua không nói nguyên nhân tranh chấp với Thanh Ly, có lẽ không muốn cho người ngoài biết song Thanh Ban bị dèm pha. Hơi dừng lại, Uông Hoài Vũ nói, hạ quan sẽ mang Dương Anh và Thanh Nhàn về để thẩm vấn. Yến Trì gật gật đầu, Tần Hoàn cũng đứng dậy, Uông Hoài Vũ muốn đi bắt người. Tần Hoàn cùng Yến Trì tự nhiên không muốn ở lại nha môn nữa uông hoài vũ muốn đi tìm người yến chỉ và tần hoàn trước tiên ra ngoài lên xe ngựa tần hoàn hỏi điện hạ có trực tiếp đến duy thân vương phủ không yến chỉ nhìn nàng người lấy lý do gì ra ngoài tần hoàn ánh mắt hơi đổi ta chỉ nói với lục tỷ và tam ca một câu rằng ta ra ngoài dạo một chút yến chỉ xốc lên màn xe nhìn ra ngoài một chút nếu chỉ ra ngoài dạo sao lại không mang theo cái gì về nói rồi hắn gõ gõ vào thùng xe đi hướng đông sa phu không biết đường dự châu yến chỉ liền chỉ huy sa phu đi phía trước không lâu sau xe ngựa đã tới con phố nhộn nhịp nhất của dự châu yến chỉ xốc lên màn xe nhìn nhìn nói ngươi tùy ý đi xem tuy không ở kinh thành nhưng thân là thế tử của duệ thân vương việc tự mình đi mua sắm cũng khiến hắn cảm thấy hơi rêu rao tần hoàn gật gật đầu đang định đi ra ngoài yến chỉ bỗng dưng nhét một cái túi tiền vào tay nàng thích cái gì thì mua cái đó tần hoàn mày liền nâng lên yến chỉ sẽ chú ý đến sở thích của nàng sẽ giúp nàng nhưng việc cho nàng tiền lại khiến nàng có chút ngại ngùng tần hoàn đưa tay đẩy lại ta mang theo tiền mặt rồi yến chỉ nhíu mày nắm chặt cái túi tiền trong tay nàng cầm đi chỉ với hai chữ đơn giản hắn lại mang vẻ chân thật đáng tin tần hoàn nhấp môi một lát gật gật đầu vậy thì tốt nói xong nàng xoay người ra ngoài yến chỉ lùi người dựa vào tường xe nhìn tần hoàn cùng phục linh đi về phía một cửa hàng lụa tơ hắn khẽ cong môi buông màn xe nhắm mắt dưỡng thần cô nương chắc chắn thích những loại tơ lụa đó nhưng đối với hắn mà nói thì nhìn cái gì cũng đều giống nhau yến chỉ vốn tưởng rằng tần hoàn ít nhất sẽ đi dạo khoảng hai chén trà mới quay lại nhưng không ngờ một chén trà nhỏ chưa tới đã thấy nàng trở về yến chỉ kéo màn lên chỉ thấy phục linh trong tay ôm một cái hộp gấm hắn hơi nhíu mày lúc này tần hoàn đã vén rèm bước lên xe sao lại nhanh vậy mới mua cái gì sao yến chỉ nhìn hộp gấm tưởng rằng tần hoàn chọn một món trang sức nào đó nhưng khi tần hoàn đưa hộp gấm cho hắn yến chỉ ngạc nhiên phát hiện túi tiền hầu như không giảm sút đây là cái gì Yến Chỉ không hài lòng cầm túi tiền. Tần Hoàn cười mở hộp gấm ra. Yến Chỉ thò người ra nhìn, lại thấy bảy tám cái túi gấm với màu sắc khác nhau. Yến Chỉ nhướng mày, khó trách không tốn tiền ra ngoài. Khác ta không cần, chỉ cần túi thuốc thôi. Tần Hoàn nhìn Yến Chỉ, điện hạ cần một cái túi thuốc không? Yến Chỉ nhướng mày, việc này cần gì phải hỏi ta? Tần Hoàn suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu. Mua sắm xong. Bên ngoài lại trở lạnh, Yến chỉ không muốn nàng ở ngoài lâu, liền nói, bây giờ trở về đi, về thanh huy viên. Còn điện hạ thì sao? Tần Hoàn đặt hộp gấm sang một bên, vội hỏi. Không cần quản ta, ta sẽ tự xuống xe. Tần Hoàn có điều muốn nói, nhưng Yến chỉ đã quyết định, không cho nàng nói thêm gì nữa. Hắn gõ gõ vào thùng xe, phân phó một tiếng, xa phu lập tức cho xe quay lại. Điện hạ khi nào về? Tần Hoàn bỗng nhiên hỏi yến chỉ cười mỏng nhìn nàng không cần sốt ruột tần hoàn gật gật đầu nhưng không biết hắn không sốt ruột vì nàng hay vì điều gì khác yến chỉ như thể nhìn ra tâm tư của nàng nói yến ly cũng muốn trở về kinh thành chỉ sợ muốn cùng ta đồng hành đến lúc đó ta sẽ để các ngươi đi cùng tần hoàn mở mắt lớn điện hạ nhưng trở về trước kinh thành yến chỉ nhìn tần hoàn ta không yên tâm tần hoàn trong lòng trùng xuống Yến chỉ chỉ nhẹ nhàng cười. Không lâu sau, hắn kéo màn xe nhìn ra ngoài, thấy xe ngựa gần đến phố Thanh Huy Viên, lại gõ gõ xe ngựa, rất nhanh, xe ngựa dừng lại. Yến chỉ tiến lên ôm Tần Hoàn một chút, lại hôn nhẹ lên môi nàng, không nói thêm câu nào mà xuống xe. Xe ngựa một lần nữa đi tiếp, Tần Hoàn kéo màn nhìn ra ngoài, Yến chỉ đứng như một cây tùng bên đường nhìn nàng, nhưng chỉ là hình ảnh quen thuộc mà thôi. Tần Hoàn trong lòng bỗng dưng dâng lên chút buồn bã, chỉ chờ xe ngựa quay đi khuất bóng yến chỉ, nàng mới thả màn xe xuống. Tần Hoàn mở hộp gấm, khi nàng vừa mới mua túi gấm, nàng chọn một cái màu đen, trên túi lụa màu đen có thêu một đóa lan nhỏ, càng tăng thêm vẻ nhã nhặn. Tần Hoàn vừa nhìn thấy đã cảm thấy rất phù hợp với Yến Trì. Khi đến cổng Thanh Huy Viên, Tần Hoàn liền nhìn thấy mấy người gác cổng đang thấp giọng thảo luận điều gì đó. Tần Hoàn biết Uông Hoài Vũ chắc chắn đã đến. Tiểu thư có phải là Uông Hoài Vũ không? Hừ, Tần Hoàn làm động tác im lặng để tránh phiền toái. Chuyện này không cần nói cho Tam Ca biết trước. Phục Linh gật gật đầu. Tiểu thư thật sự tín nhiệm Thế Tử Điện hà? Tần Hoàn nghe lời này không phản bác, cũng không có cách nào phản bác. Hai người cùng nhau trở về khách viện. Vừa vào cửa thì Tần Sương đã từ phòng đối diện lao ra. Người đi đâu vậy? Sao nửa ngày mới trở về, người cầm cái gì trong tay? Tần Sương nói, tiến lại gần liền cầm lấy hộp gấm, mở ra một phen, lộ ra vẻ mặt thất vọng. Cái gì mà chỉ là túi gấm? Tần Hoàn cười nhìn mình, làm túi thuốc mà túi gấm không đủ. Tần Sương bất đắc dĩ đưa hộp cho Phục Linh, sao còn làm túi thuốc, qua nhạn giang không cần nhiều túi thuốc như vậy chứ? Tần Hoàn chỉ cười không nói, Tần Sương lại nói không ngừng. Người biết không, vừa rồi dự châu chi phủ đã đưa người đến mang thanh nhàn cùng bọn họ, phó bầu gánh Dương Anh cũng đi theo, nói là tìm ra điểm đáng ngờ, lần này xong thanh ban sẽ không thể đi được. Tần Hoàn suy đoán trong lòng, nhưng có nói gì về điểm đáng ngờ không? Tần Sương thấy Tần Hoàn bình tĩnh như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, có thể tưởng tượng được vẻ mặt bình thường của Tần Hoàn bỗng dưng trở lại, cái đó làm sao có thể nói được. Dù sao cũng là mang người đi. Tần Hoàn liền hỏi, Tam Ca đâu? Tần Sương lắc đầu, không biết, khi ta trở về thì Tam Ca đã không có trong viện, nghe nói là bị bàng lão ra mời đi, không biết để bàn chuyện gì. Tần Hoàn ân, một tiếng, không hỏi thêm, chỉ nghịch ngợm túi thơm. Chuyện này nàng có thể làm thì cũng chỉ có những điều này, từ trước không biết Thanh Ly thích đánh bạc, còn ép mình làm người trong đoàn hát, giờ biết càng nhiều, nghĩ đến Uông Chi Phủ có lẽ đã có phán đoán của mình. Tần Hoàn nghịch ngợm một buổi trưa với túi thơm, chờ đến giờ hởi, Tần Diễm mới trở về, vào nhà nói, cửu muội muội đã trở lại rồi. Tần Hoàn đứng dậy, ân, ra ngoài mua một chút túi gấm rồi về. Nhìn Tần Diễm, Tần Hoàn bất ngờ phát hiện hôm nay sắc mặt Tần Diễm có vẻ không tốt. Tam ca có muốn uống trà không? Tần Hoàn tiếp đón, Tần Diễm liền ngồi xuống, Tần Hoàn rót cho Tần Diễm một ly trà. Tam ca đã cùng bàng lão ra bàn chuyện gì? Còn có lưu vận cùng. Tần Diễm nhấp một ngụm trà nhẹ nhàng. Tần Hoàn lại hỏi, Tam ca sắc mặt không tốt. Có phải gặp phải việc gì khó khăn không? Tần Diễm chưa phủ nhận, mà chỉ liếc nhìn Tần Hoàn, rồi lắc đầu nói. Chỉ là việc nhỏ thôi, không cần phải lo lắng. Vừa nói, Tần Hoàn đã biết là việc trong chiều. Nếu là việc trong chiều, thì rất có khả năng liên quan trực tiếp đến lưu nhân lệ. Tần Hoàn thản nhiên nói, chẳng lẽ là bằng lão gia đã đưa ra vấn đề gì khó khăn cho Tam Ca? Lưu Vận không phải đang ở trong phủ sao? Tam Ca có phải đã thương lượng gì với Lưu Vận không? Lời này của Tần Hoàn có chút cố ý, vừa dứt lời, Tần Diễm cười khẽ một tiếng, Lưu Vận. Chuyện đó là do hắn. Tần Diễm nói đến đây thì bỗng im bặt, không định nói tiếp. Nhìn sang bên, chỉ thấy tần hoàn với đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn tần diễm chợt cảm thấy lạnh gáy vừa rồi hắn suýt nữa đã để lộ bí mật nhưng nhìn vẻ mặt tần hoàn lại không giống như cố ý thử có điều gì mưu tính tần diễm bất đắc dĩ cười cười lưu vận cũng không có biện pháp tần hoàn gật gật đầu nhưng đã hiểu rằng chuyện này có liên quan đến lưu nhân lệ có phải tần diễm muốn mượn sức lưu nhân lệ nhưng lại bị cự tuyệt Lưu Nhân Lệ có địa vị không nhẹ trong triều, nhưng nói gì đi nữa cũng chỉ là một quan nhỏ, vậy mà hắn cũng dám cự tuyệt thiện ý của thái tử sao? Tần Hoàn có chút không nghĩ ra, không định hỏi thêm về chuyện đấu tranh triều đình. Tần Diễm cũng im lặng không nói nữa, càng như vậy, tâm trạng của hắn càng tỏ ra không tốt, sau một lúc mùi, Tần Diễm cáo từ về sân của mình. Bữa tối, Tần Hoàn lại tiếp tục làm túi thuốc, làm xong túi thuốc thì rửa mặt nghỉ ngơi. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, Tần Hoàn thẳng ngủ đến khi ánh mặt trời chói trang mới dậy. Tần Hoàn đứng dậy rửa mặt trải đầu, mới vừa xong thì Tần Sương liền chạy vào nhà. Người đoán ta đã thấy cái gì? Tần Hoàn đang uống nước, quay lại nhìn, thấy Tần Sương trong bộ dạng chỉnh tề, khuôn mặt đỏ bừng, như thể vừa từ bên ngoài trở về, vừa hỏi, Tần Sương liền nói, Thanh Huy Viên lại có khách đến. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn